Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra vụ rừng thông bị đầu độc trên địa bàn thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Tại đây, có 2 cụm rừng thông với khoảng 100 cây thông ba lá bị bức tử bằng hóa chất. Cách thức thực hiện được các đối tượng khoan nhiều lỗ vào gốc cây, sau đó bơm hóa chất, khiến cây suy kiệt, héo khô. Những cây thông ba lá bị đầu độc có đường kính gốc từ 40-60cm, cao từ 10-15m. Theo những người dân khu vực, rừng tại đây bị bức tử từ hơn 2 tháng trước. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng từng phản ánh tại khu vực trên có nhiều cây thông ba lá bị đầu độc bằng hóa chất. Mới nhất ngày 29 tháng 7, báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh khu rừng thông nằm sát tỉnh lộ 725, nối thành phố Đà Lạt đi huyện Lâm Hà, địa giới hành chính thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Có hàng chục cây thông ba lá bị bức tử bằng hình thức chặt, khoan gốc, rồi bơm hóa chất làm cho cây chết dần. Di chuyển lên phía trên đỉnh đồi, một số khu vực thuộc tiểu khu 270, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, còn có nhiều cây thông khác cũng bị bức tử.